số lượng học sinh thấy cái bóng, cái hồn của cái bạn học sinh đó, bạn nữ sinh đó xuất hiện ngày càng nhiều trong trường. Lúc đầu thì chỉ là ở trong cái căn phòng của mình thôi. Về sau thì bạn nó đi khắp trường, đi khắp cái hành lang, từ khu A qua khu B, khu C. Học sinh trong trường sợ. Sợ. Bắt đầu sợ. Tại vì thấy cái bóng trắng nó xuất hiện hoài mà cứ lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện. Người ta không biết chuyện gì. Thì những học sinh sau này đâu có biết thông tin gì đâu anh. Người ta sợ, người ta mới về kể cho cha mẹ phụ huynh ở nhà. Thì phụ huynh ở nhà mới đi lên làm việc với ban giám hiệu trường. Thì trường cảm thấy là không ổn rồi. Tại vì nếu mà những cái điều đó mà loan truyền nhiều quá đó là ảnh hưởng đến uy tín của trường. Của trường. Anh biết họ giải quyết bằng cách nào không? Rất là tàn nhẫn luôn, là mời thầy pháp về. Và nhiệm vụ của thầy pháp là trấn yểm bạn đó trong cái căn phòng đó luôn. Không cho đi ra ngoài. Không cho đi ra ngoài và suốt đời với ông đó trong đó mà thôi, và không được đầu thai luôn. Nhưng trường phải gánh hậu quả. Người ta nói là hậu quả liền tay á. Cuối năm 2019 là trường bị một cái phốt rất là lớn, đó là ăn chặn tiền công quỹ ban giám hiệu. Ban giám hiệu ăn chặn tiền quỹ của trường, bị một cái phốt rất lớn. Và sở dục cho người xuống điều tra. Tiếp qua năm sau bị một cái phốt nữa, đó là có cái hiện tượng là giáo viên nâng điểm cho học sinh.